Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bách khổ giao tiên. Vạn Phật hành ngày 1 tháng 5 năm 1982. Lúc Đức Phật Thích Ca rời hoàng cung tu đạo, thì bên cha có 3 người, bên mẹ có 2 người cùng theo ngài. Song những người này cuối cùng đều rời bỏ Phật. Nhân duyên như thế nào? 3 người nói Phật tu quá khổ, họ chịu không nổi nên bỏ Phật để tu pháp môn khác. Còn 2 người kia khi thấy Phật uống sữa dê thì cho rằng Phật không chịu khổ, tham hưởng thụ, do đó họ cũng bỏ Phật. Các vị thử quan sát xem, căn tính của chúng sinh khó mà làm vừa lòng được. Nên nói, chư Phật nan mãn chúng sanh nguyện. Chúng sinh ham muốn đủ thứ, hễ muốn gì thì tham cái đó, tham không đáy. Nên nếu bạn làm vừa lòng họ điều này thì họ lại tham muốn thứ khác. Tham dục là cái túi tham không đáy, không lúc nào lòng tham dục này có thể mãn túc được. Hết tham cái này lại tham cái kia, đẻ ra là đã bắt đầu tham rồi. Từ trẻ thơ cho đến lúc tráng niên, từ tráng niên đến già lão, từ già đến chết, cả một đời là tham cầu. Tham cầu danh thì chết vì danh, tham cầu lợi thì chết vì lợi. Tham danh thì bị lửa thiêu cho chết, tham lợi thì bị nước dìm cho chết. Cho nên đó là 2 cái nạn về nước và lửa. Còn nếu mình ham cầu vinh hoa phú quý thì chết vì gió, đó là 3 mối họa của người đời, gọi là tam tai. Chúng sinh coi trọng thế sự quá sức, không chịu buông bỏ. Đức Phật Thích Ca lúc tu hành thì biết nhẫn khổ nại lao, thế mà bạn đồng đạo bỏ ngài để tu pháp ngoại đạo khác. Hiện tại chúng ta theo pháp Phật tu hành, nên có rất nhiều người không đồng ý, cho rằng quá sức khổ, lại chịu thiệt thòi quá lớn đi. Những kẻ đó không phát lòng chân thành, không sinh nguyện chân thật. Nhiều vị xuất gia rồi thì chỉ biết ăn rồi chờ chết, không lý hội được vấn đề sinh tử của mình, rồi hết sức tùy tiện bê bối, mặc cho ngày tháng trôi qua. Khi con quỷ vô thường tới thì không có chỗ nào để bám víu cả, sống hay chết đều chẳng được tự do. Những người xuất gia như vậy thật lãng phí thời gian, đừng nên nghĩ rằng mình theo Phật giáo thì tha hồ tùy tiện tạo nghiệp. Nếu nghĩ như vậy thì mình là những kẻ tội nhân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu pháp môn khổ hạnh mà người khác không chịu nổi, nên cuối cùng ngài mới khai ngộ thành Phật. Lúc đầu ngài dạy pháp tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Khổ thì có 3 loại khổ, có 8 loại khổ, có vô lượng khổ. 3 loại khổ thì gồm có khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là gì? Tức là cái khổ của những kẻ bần cùng. Hoại khổ là cái khổ của những kẻ phú quý. Hành khổ là cái khổ của những kẻ không giàu, không nghèo. Khổ khổ hay cái khổ của những kẻ bần cùng là gì? Là không có nhà cửa để ở, không có áo quần ấm để che lạnh, không có áo quần mỏng để mặc khi trời nóng, lại cũng không có thực phẩm mà ăn. Đó là hoàn cảnh hết sức khổ. Cái khổ ở trong cái khổ ở trên cái khổ, vạn cái khổ quấn quýt lấy nhau. Tại sao phải chịu khổ như vậy? Bởi vì kiếp xưa không chịu tu hành, hoặc là lừa sư diệt tổ, hoặc là khinh pháp mạn giáo, làm đủ thứ ác nghiệp, chỉ nghe theo danh lợi hão huyền, nghe theo lời xúi dục xảo quyệt của lòng mình, không biết tu hành nên mới đọa lạc, chịu tất cả khổ não đó. Những kẻ thọ khổ đại đa số là do hàng thú Phật đầu thai, bởi vì kiếp trước hủy báng đại thừa, lừa sư diệt tổ nên đọa lạc xuống địa ngục, rồi từ địa ngục chuyển thành quỷ đói, rồi thành súc sinh, sau cùng làm người. Nhưng làm người thì các căn không đầy đủ, ngũ quan không có đoan chánh. Thứ hai là hoại khổ. Đó là cái khổ không phải người nghèo chịu, nhưng là cái khổ những người phú quý chịu. Kẻ giàu thì áo quần, ăn mặc, nhà cửa đều vẹn toàn, có xe hơi, tàu thủy, có đủ điều sung sướng, nhưng đột nhiên gặp phải hỏa hoạn, thiêu sạch hết mọi thứ vật dụng, chẳng còn gì cả, hoặc bị rớt máy bay, hay ngồi thuyền bị chết chìm trong biển, đó đều là hoại khổ. Giàu đương nhiên là tốt rồi, nhưng bất ngờ khi tai họa xảy ra, cái gì cũng không còn cả, đó gọi là hoại. Hoại ở đây không phải là phá hoại sự khổ sở, mà là phá hoại phước báo của mình. Thứ ba là hành khổ.
tức là cái khổ mà kẻ giàu người nghèo gì cũng chịu. Kẻ bình thường từ trẻ thơ tới tráng niên, rồi từ tráng niên đến già rồi chết, trải qua biến chuyển từng phút từng giây mà tự mình không làm chủ được. Lúc già rồi thì mắt mờ tai điếc, thậm chí tay chân không còn linh hoạt nữa, đó là hình tướng của hành khổ. Ba cái khổ trên đây có thế lực rất lớn ở thế gian này, tất cả anh hùng hào kiệt đều chạy không thoát những cái khổ này, thậm chí chết vì khổ. Các vị nghĩ coi, điều này có đáng thương xót chăng? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Báo ứng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Họa, phước, nhỏ như sợi lông cũng không bao giờ sai. Cho nên, mình đừng theo bản tánh của mình mà làm càn, tạo đủ thứ ác nghiệp. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu dĩ bách niên thân. Nghĩa là, khi sảy chân sẽ ân hận ngàn thu, quay đầu lại đời người đã trăm năm. Ở thế gian, bất luận mình làm gì cũng cần phải có chính khí. Người xuất gia cần phải hộ trì chính pháp, hành trì chính pháp, lúc nào cũng phải theo khuôn khổ nề nếp, không nên phạm giới dù hết sức nhỏ. Nếu mình không cẩn thận thì rất dễ tạo nghiệp, cho nên nói địa ngục muôn tiền tăng đạo đa, nghĩa là cửa địa ngục đầy ắp kẻ tu hành. Người xuất gia nếu không giữ giới luật theo quy củ thì nhất định sẽ đọa địa ngục, chẳng có ngoại lệ gì đâu. Bởi vì mình đã biết rõ mà còn cố phạm thì tội tăng gấp 3 lần người thường. Đây không phải là chuyện nói đùa đâu, đừng nghĩ rằng Phật, Bồ Tát không thấy chuyện mình làm, rồi mình muốn làm gì thì làm. Trong lòng các vị nghĩ chuyện gì thì trời đều biết cả, hà huống là Phật và Bồ Tát. Đừng cho rằng Phật và Bồ Tát không có mắt rồi mình mặc tình làm loạn, làm càn, đó giống như là yếm nhĩ đạo linh. Bịt tai đánh chuông ăn cắp rồi chạy trốn mà cứ tưởng rằng người khác không nghe, thật là tự mình lừa dối chính mình, sau cùng sẽ chịu quả báo, lúc đó có hối hận thì đã muộn. Ha ha ha, 问什么的说